tại Europa League 2018-2019. Cuộc hành trình của hai đội bóng tại vòng bảng có sự trái ngược nhất định, khi đội bóng của Belarus vượt qua vòng bảng nhờ vào chiến thắng hủy diệt trước BAOK ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Cuộc đối đầu với Arsenal chính là trận đấu chính thức đầu tiên của Pate trong năm 2019. Bởi các giải vô địch của Belarus sẽ bắt đầu mùa giải mới vào đầu năm, chứ không như những giải vô địch hàng đầu châu Âu khác. Trong khi đó, pháo thủ lại sớm đặt vé vào vòng 16 của Europa League trước hai lượt đấu, qua đó giúp cho đội quân của Emery có lợi thế khi chọn đối thủ tại vòng knockout của Europa League. Lá thăm mây rủi đã đưa Arsenal đối đầu với đội bóng đến từ Đông Âu. Tuy nhiên, trước chuyến hành quân đến Belarus, Arsenal lại đang có phong độ không tốt trên sân khách. Họ vừa mới chiến thắng chật vật trước Huddersfield tại giải Ngoại hạng Anh. Pháo thủ đã có hai lần đối đầu với Pate tại vòng bảng của Europa League mùa trước. Khi đó, họ đã có được chiến thắng 4-2 trên đất Belarus trước khi trở về sân nhà Emirates để vùi dập đối thủ 6 bàn không gỡ. Với những thông số áp đảo về cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở mùa trước, nhà cái quốc dân VietinBet tự tin đưa ra tỷ lệ kèo dành cho Arsenal với tỷ lệ chấp 1/1/4.